quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các nội dung để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên diễn ra vào cuối tháng 10. Phát biểu góp ý, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ các cấp trong tỉnh cũng như những thành tựu về kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh mà Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điều này được chứng minh bằng hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện đều đạt và vượt. Tại buổi làm việc, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đã góp ý cho ý kiến vào các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng như một số nội dung về công tác chuẩn bị đại hội, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện công việc cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. Từ văn kiện cho đến nhân sự đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đồng chí đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, phân tích những mặt được, mặt chưa được và giải pháp trong nhiệm kỳ tới cũng như trong những năm tiếp theo và lưu ý tỉnh cần thảo luận kỹ, cân nhắc để đề ra các tiêu chí, mục tiêu cho phù hợp trong cả nhiệm kỳ. Đồng chí nhấn mạnh, Hưng Yên là tỉnh có rất nhiều thuận lợi, rất nhiều tiềm năng. Vì vậy, tỉnh phải có trách nhiệm biến những thuận lợi, tiềm năng này thành hiện thực. Để làm được điều này, đòi hỏi toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên phải nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất, đoàn kết thống nhất, đồng sức, đồng lòng, cùng nhau thực hiện, tạo bứt phá về phát triển. Ngoài ra, đồng chí yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch phát triển công nghiệp dịch vụ, đô thị, nông nghiệp, công nghệ cao và có giải pháp để khắc phục sự chênh lệch trong phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương phía Bắc và phía Nam của tỉnh, cũng như vai trò liên kết, liên huyện, liên kết tỉnh, liên kết vùng trong định hướng phát triển của tỉnh. Ưu tiên thu hút những dự án đầu tư lớn có công nghệ hiện đại, tác động lớn đến đời sống xã hội để từ đó tạo ra thương hiệu riêng của Hưng Yên. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp chỉ đạo cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên cơ sở này, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn kiện trình tại đại hội, trong đó đặc biệt lưu ý đến những mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động cụ thể để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.